Rồi, Thuận xin chào tất cả anh em nha. Thì bây giờ nó chuẩn bị vô vụ chim chích ré hay còn gọi là bút biển, móc bút đen cái con trong clip nè anh em. Một số nơi tên gọi nó khác nhau. Thì đây là cái bản tiếng mới nhất để đánh vụ chim 2021 này nha anh em. Thì anh em là năm trước lấy tiếng bình thường thì đây là tiếng mới thì anh em mình cứ lấy thôi. Còn những anh em nào mà lạ mà chưa mua tiếng bình thường lần nào thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em cái cách để sử dụng tiếng cũng như là anh em giao lưu để tìm hiểu thêm. Thì bên Thuận có tất cả các loại tiếng chim đêm di cư nha anh em. Anh em liên hệ số điện thoại để được tư vấn. Thì tiếng Thuận đăng lên mạng Thuận thêm bài nhạc để giữ lại bản quyền. Nhưng khi anh em mua là đưa bản gốc không có nhạc nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Mà không bị truyền nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản chiến chiến này Thuận đã đánh qua và đánh cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ghi nhận cách ghép, chỉnh sửa là bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và xin tiện đăng ký kênh Săn Cách Bẫy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Gặp anh Thuận để tư vấn thêm.